nếu bạn ấy xem được clip em về với người nhà. Chào Thi, cảm ơn chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Thì anh Thanh Hải, Nguyễn Xuân Hải. Thì hôm nay cái chương trình muốn tìm lại cái đứa em của anh tên Nguyễn Hữu Hạnh, đứa em trai ở nhà thường hay gọi là Bảy. Thì nhà thì có 8 anh chị em, thì nó là thứ bảy mà nhà cũng gọi là Bảy. Em trai Bảy thì sinh năm 82, Bảy nó đi làm nay là cũng từ năm 2002 tới bây giờ. Thời điểm mà em đi làm thì lúc đó, trước đó vài tháng năm đó là em phát bệnh tâm thần, tức là sau khi đậu vào cái đại học cán bộ điều dưỡng như thế ở bệnh viện 115 á, thì học được vài tháng là bắt đầu phát bệnh. Thì cũng điều trị cho em nhiều một thời gian rồi cũng tạm ngưng học, cũng có gửi em vào nội trú ở bệnh viện tâm thần ở quán á. Tới lúc đón em về, một vài tháng sau đón em về thì nói chung em cũng bình thường, nhận biết hết, vẫn chơi, vẫn vui chơi rồi bình thường hết. Nhưng cái ngày hôm đó là cái ngày đám tang của ông anh chú bác á, thì buổi sáng là mọi người nhà là đưa đi chôn, thì tới buổi chiều thì quay lại thì thấy em mất tiêu rồi. Thì cũng không biết là em đi đâu, mà lúc đó thì nhận thức của em là còn còn biết hết người thân, là thậm chí số điện thoại, thậm chí em còn có thể đi lại hàng sớm chơi đánh bài rồi này nọ bình thường á. Em tướng em là cao cũng gần 1m7, to con đó. Đặc điểm nhận dạng là có cái vết sẹo ở trên đầu gần cái xoáy, sẹo dài dài hơn 1 cm, có một cái răng khểnh ra này đó. Thì nhưng mà lúc đi thì vẫn vẫn chưa hết cái bệnh tâm thần, mà lúc đi là chỉ mặc có cái quần đùi xanh dương thôi ở trong. Rồi gia đình cũng tìm em nhiều năm ra đó, 2-3 năm, đi hết tất cả những nơi, thậm chí lên chùa Châu Đốc xa xôi cũng đi. Bạn bè của em, người thân túa ra tìm, cũng đăng báo rồi cũng đăng đài truyền hình. Tới hiện tại thì cũng không có thông tin gì về em hết. Thì coi trên báo đài đó, thấy chương trình của mình cũng tìm được nhiều người thân. Thì nguyện vọng của anh và người nhà cũng ba mẹ thì cũng lớn rồi, cái hình của nó trước lúc nó đi lạc 2 ngày 1 đêm, hay là lúc tốt nghiệp lớp 12 nó chụp với anh hai. Thì chỉ mong là cái thông tin, cái clip này tới được cái em, là ai đó hiện tại đang sống gần em, cũng chỉ hy vọng thôi. Nhà thì vẫn còn ở chỗ cũ ở quận 8,
Nếu bạn ý xem được clip hay em về với người nhà. Xem được cái video này là thấy gặp một người đàn ông là năm nay trên dưới 40, trên dưới 40 thì sẽ gửi thông tin về như trên hai cốc chia ly cũng như là đồng hành cùng gia đình trên con đường tìm lại thân nhân của mình nha. Dạ, xem cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Như chị của cuộc chia ly tìm kiếm để đoàn tụ thân nhân hoàn toàn miễn phí. Mọi kinh phí hoạt động đều từ nguồn ủng hộ của xã hội. Như chị của cuộc chia ly mong muốn trở thành hoạt động nhân đạo đầu tiên do các cá nhân nuôi nấng bằng sự tham gia đều đặn định kỳ. Bạn hãy góp sức để Như chị của cuộc chia ly tiếp tục tìm kiếm và đoàn tụ cho những người Việt còn chịu ly tán. Hãy góp một ổ bánh mì mỗi tháng, tương đương 20.000 đồng một tháng, để cùng làm nên 6 đến 12 cuộc tìm ra hàng tháng. Mà live show vào tối thứ hai đầu tháng sẽ là nơi diễn ra những cuộc đoàn tụ tiêu biểu như trong mơ.